ơi, chào cái coi. Chào nè. Hello, xin chào cả nhà. Rất vui được gặp lại cả nhà tại kênh Hana Nguyễn Cuộc Sống tại Dropship. Thì ngày hôm nay là một cái hành trình nữa. Thì Hana đi với khách hàng. Lúc nãy thì mình xem cái dự án Bird Park rồi. Thì bây giờ là mình sẽ đi xem dự án Rose Garden. Thì nó cũng nằm ở trong cái khu Universal của Baffles, là một cái khu trung tâm của Baffles. Thì dự án Rose Garden này nó gồm có chung cư và nhà liền kề, gọi là townhouse. Đấy. Và cái khu này là cái khu vực hồ bơi nè mọi người. Đó. Và những cái đây là những cái nhà townhouse. Đó. Những cái nhà phố đây. Thì tất cả những cái khu nhà phố này thì đã bán hết rồi, và cái ở đây là trung tâm Universal của Baffles, nên là cái giá cho thuê rất là ok và rất là dễ cho thuê. Đó. Ở phía bên này cũng là những cái townhouse luôn, đã bán hết rồi. Thì ở phía sau này mọi người nhìn thấy, ở phía sau này thì Hana sẽ quay cho mọi người xem, đấy là apartment, là căn hộ. Đấy. Thì là khi mọi người bước vô từ cái cổng, bước vô đây là cái cổng chính, xe chạy vô thì xung quanh ở đây nó sẽ là giống như một cái hình vuông vậy đấy. Đó là bãi đậu xe. Thì ở đây là những cái townhouse, thì những cái townhouse này bán hết rồi. Và đây là cái khu căn hộ. Đấy. Thì xây ban công đồ rất rộng. Và ở cái khu vực Universal này thì những cái căn hộ này cho thuê cũng giá cũng rất là ok, khoảng tầm 1.800 đến 2.000. Ok chị, dạ. Đó. Thì bây giờ là mình đi xem cái căn mà khách hàng sẽ đi coi. Thì hôm nay là khách hàng sẽ không muốn đi coi những cái nhà mẫu, bởi vì là khách hàng muốn đi xem những cái nhà mà còn đang rao bán, những cái nhà mà còn đang ở, những cái nhà mà còn đang kêu bán. Thì khách hàng muốn đi xem thì xem cái đó để kêu mình, nếu mà ok thì khách hàng sẽ mua. Đấy. Nên là không có muốn đi tham khảo mà muốn là đi xem để mua. Chích cha kêu mình đi mà bắt mình đi thang bộ à, thang máy. Đây, thì từ cửa bước vào thì không có cần đi lên thang máy, bởi vì đây là nhà ground floor. Thì cái nhà nằm ở phía dưới thì nó sẽ được This is available? Yes. This is how much? 295. Alright, 295? Yes. Oi. It's a very good price because very big. Yes, very big. Yeah. Đây là một cái căn số 16 của căn Rose Garden. Thì từ cửa bước vào, đúng không? Quẹo qua bên tay phải sẽ là một cái... Đây. Đây là cái khu vực bếp nè. Rồi đây là khu vực phòng khách nè. Trời ơi, căn này rộng quá trời, ok lắm luôn nè. 295.000. Ờ, đây bàn ăn, đặt bàn ăn ở đây rộng. Rồi cái căn ở dưới thì nó lại được cái là hưởng cái miếng đất ở dưới. Đây. Cái căn mà những cái căn ở tầng trệt ở trong cái chung cư á, thì tất cả những cái căn tầng trệt của chung cư thì đều được hưởng cái miếng đất ở dưới. Thì căn này với giá là 295.000 hả. Căn này Hana nhớ không làm là đợt trước Hana cũng có đi review rồi, không, Hana đi review căn bên kia, căn bên kia, căn này đấy là cái miếng đất xung quanh này á, là nó sẽ thuộc về cái căn ở dưới tầng trệt này, rất rộng rãi thoải mái nha. Đó, so với cái căn Bơ Bắc hồi nãy mình đi xem thì Hana recommend cái căn này hơn. Cái căn Bơ Bắc hồi nãy á, là 310.000. Căn này á, là 295.000. Ở dưới nó rất rộng. Và cái dự án Rose Garden này nó cũng kiểu dạng như là, trời, miếng đất rộng quá, nằm ở Universal luôn, nó cũng gần Bơ Bắc luôn, nó đâu có xa gì đâu, nó cũng là trung tâm. Nhưng giá của nó chỉ có 295.000 thôi. Thì mọi người sẽ thắc mắc là 295.000 thì làm sao mà đủ để làm thường trú nhân cho gia đình ba thế hệ. Thì 295.000 không đủ thì mình sẽ mua thêm, mình sẽ mua thêm nội thất gì đó. À, đây là bước vô cái phòng ngủ. Mình sẽ đi mua thêm một cái nội thất gì đó cho nó chẳng 300, đúng không? 5.000 nữa làm hợp đồng cho chẳng 300. Thì đây là vô phòng ngủ. Bên này là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh rất là rộng. Nội thất của nhà vệ sinh rất đẹp nha mọi người. Hay. Đây là một cái nhà vệ sinh chung. Tại vì khu kia bước vô là quẹo qua tay bên kia là cái khu sinh hoạt chung. Thì khi mình bước vô đây thì là nó là cái nhà vệ sinh chung. Thấy không? Thì đây là cái phòng ngủ mà có cái ban công đi ra ngoài, thì có cái miếng đất ở ngoài.
Đây là một cái phòng ngủ thứ hai, căn này 295.000 ok nha. Đây là phòng ngủ thứ hai thì cũng có cửa sổ đi ra ngoài kia, có tủ. Phòng ngủ thứ ba là phòng master bedroom thì nó sẽ có cái nhà vệ sinh riêng, phòng tắm riêng. Thì khi bước vào thì sẽ cái hệ thống tủ nằm bên này, nhà vệ sinh sẽ nằm bên này và giường ngủ đồ nằm trong kia. Đấy. Thì là được cái Anna thích của cái căn Rose Garden này, cái căn này thì nó có một cái cửa tách cái khu vực sinh hoạt chung. Thì cái cửa từ cái cửa này nè mọi người đóng lại là ở trong là cái khu vực mà phòng ngủ của mình, khu vực cá nhân của mình đó, mình đóng cửa lại đó. Đây là cái khu vực chung đó. Đây cửa này thì đi ra ngoài hành lang cái corridor đó. Tour này Hana quay cho mọi người xem thì cái căn này là 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, một cái nhà vệ sinh trong phòng master bedroom và một cái nhà vệ sinh lớn chung. Một cái khu vực sinh hoạt chung rất là rộng, gồm có cái gian bếp mở, gọi là cái miếng đất nằm ở tầng trệt thì được sở hữu cho cái căn ở tầng trệt này. Đó, giá là 295.000, 295.000 thì chưa đủ điều kiện để đăng ký thường trú nhân. Thì mọi người sẽ mua thêm 5.000 nội thất, ví dụ như là bếp hay là tủ lạnh hay là những cái gì đó về cái điện á, nội thất điện á, thì mình sẽ mua thêm 5.000 và mình sẽ làm cái hợp đồng cho nó tròn 300.000 thì mình sẽ đủ tiêu chuẩn làm thường trú nhân cho gia đình ba thế hệ. Thì thường trú nhân cho gia đình ba thế hệ thì nó sẽ gồm có cái thế hệ là đương đơn chính, hai vợ chồng của đương đơn chính, ba mẹ hai bên của đương đơn chính và thế hệ con cái 25 tuổi chưa kết hôn thì nó sẽ là ba thế hệ. Và cái thời gian duyệt thường trú nó sẽ kéo dài từ 4 đến 6 tháng đấy. Cảm ơn mọi người đã cùng Hana tham quan cái tour, tham quan cái dự án Rose Garden ngày hôm nay. Và mọi người nhớ đăng ký kênh, like, share, đăng ký kênh, ủng hộ kênh Hana Nguyễn Cuộc Sống Tại Đạo Ship để là những người đầu tiên nhận được những cái video clip mới nhất của Hana nha. Và bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video clip tiếp theo. Bye bye.